quý vị, 9 tháng của năm 2022, các cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã phát hiện 1.707 vụ việc gian lận thương mại với 1.769 đối tượng vi phạm. Ngành chức năng tỉnh đã xử lý hành chính 1.620 vụ với tổng số tiền xử phạt và truy thu hơn 367 tỷ đồng, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2021. Phát mại hàng hóa tịch thu xung công quỹ số tiền hơn 30 tỷ đồng, khởi tố hình sự 57 vụ với 63 đối tượng. Thông tin trên được Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, gọi tắt là Ban chỉ đạo 389 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, báo cáo với đoàn công tác Ban chỉ đạo 389 quốc gia do ông Trần Đức Đông, Phó Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo làm trưởng đoàn. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các thành viên Ban chỉ đạo 389 tỉnh. Tại buổi làm việc với Ban chỉ đạo 389 quốc gia, Ban chỉ đạo 389 tỉnh đã nêu những khó khăn vướng mắc trong công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh do hoạt động của các đối tượng vi phạm ngày càng tinh vi, có tổ chức, trang thiết bị, phương tiện, kinh phí hoạt động của lực lượng chuyên trách còn hạn chế. Việc phối hợp giữa các hiệp hội doanh nghiệp chủ sở hữu với cơ quan chức năng trong công tác trao đổi cung cấp thông tin trong phòng chống buôn lậu, hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ chưa chặt chẽ. Ông Trần Đức Đông, Phó Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo 389 quốc gia, đề nghị Ban chỉ đạo 389 tỉnh chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, thực hiện tốt công tác phối hợp chia sẻ thông tin dữ liệu, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.